Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhé. Hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại gia đình nhà bác Bá Thúy Chi tại Tiên Phương, Cẩm Khê, và có bàn giao gia đình là một bộ sập thờ, sập ngồi vừa lắp đặt và bàn giao gia đình đây rồi. Đấy, như bên trong này là một bộ trường kỷ bằng chất liệu gỗ lim đầy vị này, vừa lắp đặt bàn giao gia đình nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 11 tháng 4 năm 2020. Vâng, lịch dưỡng tự. Đó, đây, quý vị này. À, chiếc sập này thì bằng chất liệu là gỗ hương này, có kích thước là 1m6 x 2m này. Chiếc bàn thờ cũng mít tai. Đó, kích thước 1m97 và như là bộ trường kỷ gỗ lim là dài là 2m17. Đó, hiện tại chúng tôi vừa lắp đặt bàn giao gia đình rồi, quý vị nhá. À, tôi có quay lại video clip ngắn làm kỷ niệm. Đây là bác Chi chủ nhà đây. Bác chủ nhà đây, quý vị này. Thì, quý vị nào có nhu cầu thì có liên hệ trực tiếp bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Xưởng có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0987 510 816, website là đồgỗtùng8.com. Hiện tại gia đình là đang làm cái lễ để nhận bàn thờ mới. Đây, chiếc sạc đây, vần vèo rất là đẹp quý nhá. Bộ trường kỷ đây. Bộ trường kỷ này là dài là 2m17 này. Sâu 51. Bản tíu là dài 1m27. Mặt là liền một tấm, vách là đục tứ quý, tùng trúc cúc mai. Ok quý vị nha.